Thì em thấy hiện nay thì có vẻ là cái social với lại Facebook rồi các cái trang có vẻ là cái Phi nhà được chính. dạ Thì ta thấy là này, cái ta gọi là social marketing dạ và đôi social network marketing, ừ hoặc là ta nói đến thêm một cái chữ nữa rất là gần, nó là content marketing. dạ Thì cái này ta sẽ có hẳn một cái chuyên đề riêng, nhưng mà cái ở đây ta giới thiệu là ta thấy là này, hiện nay chúng ta không cần nói, các bạn biết là ta đều dùng Facebook này, các mạng xã hội như là LinkedIn này, Twitter này, rồi thì Google này, rồi YouTube này, rồi chúng ta cũng có thể dùng các cái Flick hay là Instagram để chia sẻ rất là nhiều thứ. Thì cái đâu là cái nền tảng để dẫn lối tới cái trào lưu này? Em nghĩ là cái tính kết nối Chính xác. giữa mình với khách hàng, giữa bạn bè với Đúng nhau. rồi. Khách hàng bây giờ không đơn thuần là chỉ xem cái quảng cáo của chúng ta, họ muốn nói chuyện với chúng ta, họ muốn biết sâu thông tin về nhiều thứ. Khi họ mua một cái iPhone thì họ muốn biết câu chuyện về Steve Jobs, họ muốn biết câu chuyện về Tim Cook, họ muốn biết các thủ thuật, họ muốn biết rất là nhiều các cái câu chuyện. Và chúng ta bây giờ cần phải giao tiếp, thảo luận, nói chuyện với khách hàng hàng ngày, đúng không? Nên câu chuyện không còn là những cái mẩu tin ngắn nữa, mà nó là cái chuyện là chúng ta sẽ kể chuyện, nói chuyện như những người bạn với khách hàng. Và trên cơ sở đó thì chúng ta có được một cái kết nối, và khi khách hàng là kết nối chặt với chúng ta thì sao? Nó sẽ gọi là người ta sẽ hiểu mình hiểu họ, Đúng thì rồi. mình sẽ có những cái gọi là cái chia sẻ cũng như những cái mà mình đưa cho khách hàng, mình bán cho khách hàng, Người nó ta gần gũi với họ hơn. tin cậy chúng ta, người ta trở thành bạn của chúng ta, và nhờ vậy thì cái cơ hội là kinh doanh, làm ăn với người ta trở nên nó chặt chẽ hơn rất là nhiều. Thì cái tại sao ta nói đến cái social network, người ta biết rồi, các cái mạng nó kết nối với nhau, nhưng mà content á, là một cái thách thức. Tại vì để chúng ta trước đây, nếu mà chúng ta làm một cái quảng cáo chạy 2-3 tháng, ta lại làm cái quảng cáo chạy 2-3 tháng thì cái câu chuyện nó khác, và ta có thể đi thuê một công ty quảng cáo làm. Bây giờ cái fanpage của chúng ta thì sao? Nó phải liên tục, Đúng rồi, liên tục là như thế nào? tức là mình phải ngày qua ngày chứ không phải là mình Thậm chí là một ngày thì phải có vài cái vài post, tháng. cái hình, cái clip, cái bài viết, cái gì đó, đúng không? Mà và cái những bài đó nó phải cái đủ cái nội dung để, đủ hay để mà tương tác với khách hàng. Và cái gọi là cái tương tác là engagement, khách hàng tương tác với chúng ta, là một cái câu chuyện trở nên rất là thách thức, không có đơn giản chút nào, đúng không? Thì cái khi mà cái content marketing, tại vì social marketing mà không đi kèm với content thì nó vô nghĩa. Chúng ta có cái social nhưng ta không có biết nói cái gì với lại khách hàng thì nó vô nghĩa, đúng không? Mà nên là cái hiện nay ví dụ chúng ta thấy có những cái bạn post hàng ngày, ví dụ lên Zalo hay là lên Facebook, các bạn post hàng ngày cả chục bài, mỗi bài chỉ có 1-2 like, thậm chí không có like nào, thì rõ ràng cái mức độ tương tác nó thấp. Thậm chí như vậy thì mà tại vì nó toàn là những cái quảng cáo đó, thì thậm chí như vậy nó trở thành gì? Spam, người ta khó chịu, đúng không? Nhưng mà nên là ở đây chúng ta sẽ thấy, trong khi có những bạn khác thì post một bài nhưng mà nó viral rất là kinh khủng, thì lúc đó chúng ta thấy là cái chất liệu để chúng ta thảo luận với khách hàng là một cái trở thành một cái khuynh hướng rất là lớn, và nó thay đổi cái cách thức người ta làm marketing, đúng không nào? Thì nó cho chúng ta cơ hội và cũng là một thách thức. Nếu mà chúng ta giỏi, chúng ta sáng tạo, chúng ta nội dung, chúng ta chiều sâu, thì chúng ta sẽ có những người gắn với chúng ta. Và nếu chúng ta không có thì chúng ta trở thành bị gọi là mất lợi thế cạnh tranh. Thì đó là cái khuynh hướng đầu tiên này về vậy là cái social là cái đầu tiên. Social network marketing và content marketing, Content nó là là cái hai khuynh hướng mà nó sẽ chỉ đạo chúng ta, kể cả B2B cũng như là B2C, marketing marketing tới các khách hàng tổ chức và marketing tới với các khách hàng người tiêu dùng, thì đều cần như vậy. Vậy bên cạnh hai cái xu hướng này thì mình còn có cái xu hướng nào nữa thầy? Cái xu hướng này nó gắn chặt, thực ra là cái xu hướng trước nữa chứ. Nhưng mà cái này nó giúp là cái xu hướng gọi là globalization, tức là toàn cầu hóa. Có nghĩa là thực ra bây giờ toàn cầu hóa, nghĩa sao chúng ta nghe cái từ này thì nó nhiều rồi. Nhưng mà cái khái niệm cơ bản của toàn cầu hóa tức là thế này: thế giới trở nên đại đồng. Cái thị trường không còn là thị trường Việt Nam, thị trường Thái Lan, thị trường Lào, thị trường Mỹ nữa, mà là có thể chúng ta sẽ là một cái thị trường lớn. Thay vì chúng ta nghĩ rằng là tôi chỉ bán hàng cho người Việt Nam thôi, thì tôi thấy rằng thực ra tôi có thể bán hàng cho khách hàng trên toàn thế giới. Đúng rồi. Tất nhiên khái niệm toàn thế giới là một khái niệm rộng lớn, nhưng mà tôi có thể bán hàng qua biên giới của các nước khác. Thì cái ví dụ, có thể chia sẻ một vài ví dụ. Ví dụ như bán hàng qua Facebook cũng là một cái này, bán hàng qua các cái trang của Amazon, Chính Alibaba, xác. các trang mạng, rồi một số cái kênh mà bán hàng gọi là e-commerce cũng Chính có xác. thể bán hàng qua. Chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều các bạn trẻ Việt Nam, thậm chí trong trường Bách Khoa có những bạn trẻ sinh viên năm 1, năm 2, các bạn đã biết tìm những cái sản phẩm của Việt Nam
và đưa nó lên Amazon hoặc là Alibaba để bán hàng cho khách hàng tại Mỹ, tại các quốc gia khác nhau, đúng không? Vì bạn có thể giao tiếp được tiếng Anh, các bạn cũng hiểu được nhu cầu bên kia, bạn cũng biết được cái sản phẩm của Việt Nam. Và như vậy bạn ngồi đây, bạn có thể giao tiếp bán hàng với lại khách hàng quốc tế được. Vậy cái khái niệm mà globalization tức là mình bán hàng ra thế giới hay là còn có cái ý nghĩa đó không? Rất là nhiều ý nghĩa. Ví dụ ta cũng có thể thấy rằng là này, cái nguyên lý gốc của globalization là đừng có đối xử giữa các quốc gia, các thị trường quốc gia như là những cái thị trường độc lập. Mà hãy thấy rằng là cái sự bây giờ hiện nay là gần như là không còn biên giới nữa rồi. Nhờ các mạng xã hội, nhờ các phương thức thanh toán, nhờ vận chuyển càng ngày càng tốt thì chúng ta không còn cái ranh giới đó. Và như vậy thì đừng tự giới hạn mình. Tại sao chúng ta hay tự giới hạn mình? Tại vì thường là một cái rào cản địa lý thì nó là trong... Không chỉ là địa lý không mà còn gì nữa. Như là cái mindset. Cái kỹ năng của chúng ta không có ấy. Cái gốc rễ là kỹ năng thôi. Ví dụ bây giờ tiếng Anh ta không biết, ta cũng chẳng hiểu, ta cũng chưa bao giờ bước ra nước ngoài thì rõ ràng chúng ta giống như là ngồi đấy nếu mà nhìn cái gì cũng thấy sợ. Có đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta thấy là bây giờ liệu thì ngồi tại Việt Nam có thể quốc tế hóa được không? Chúng ta thấy những cái bài học rất là rõ. Langfang là một cái công ty ở Đà Lạt. Thì trước đây tôi lên các năm trước ta thấy là Langfang sản phẩm rất là bình thường. Nhưng ta bán mà ví dụ là khoai lang sấy thì ta cho vào một cái hộp to như thế này. Cả ký để bán. Nhưng mà 1-2 năm nay thì anh ta đã làm thành những cái hộp nho nhỏ, có chữ tiếng Anh, có chữ tiếng Việt, có các cái thông tin về nguồn gốc xuất xứ cũng như là nguyên vật liệu, đúng không? Và bán cho khách nước ngoài, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy và khách nước ngoài có thể mua những thứ đó để mang về làm quà. Thì đây là xuất khẩu tại chỗ luôn, đúng không? Chỉ cần thay đổi cái cách nghĩ một cái thì lập tức chúng ta sẽ thay đổi được cái cách nhìn của chúng ta. Giờ một bạn bán iPhone tại Việt Nam, bạn bán điện thoại tại Việt Nam thì hiện nay bạn có thể đang bán cho các khách hàng người Việt Nam. Tại sao bạn không nghĩ rằng ở Việt Nam có thể có cả 100,000 người nước ngoài đang ở Việt Nam và họ đang mua điện thoại ở đâu? Đúng không? Thì Facebook cũng vậy. Nên là chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta Facebook mà chúng ta không chỉ target vào đối tượng là người Việt tại Việt Nam mà chúng ta target vào người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể hoàn toàn là câu chuyện khác. Nên là ở đây chúng ta thấy là toàn cầu hóa nó không có phải là một khái niệm xa vời, nhưng mà cái khái niệm ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta có thể quan sát được. Cái đó là một cái xu hướng. Một cái xu hướng gần đây em thấy, em quan sát trên thị trường, ví dụ như người Việt Nam mình, tức là bản thân em cũng vậy thôi, tức là có xu hướng dùng các cái sản phẩm organic, ví dụ như gạo hữu cơ rồi mấy cái hạt organic. Tức gọi là go green, tức là marketing xanh và ngày càng healthy. Bởi vì chúng ta thấy sao? Bệnh tật nhiều quá. Và bây giờ thì cái đời sống kinh tế nó phát triển lên, mọi người có xu hướng là sẽ biết chăm sóc đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nên cái xu hướng đó sẽ là bây giờ chúng ta muốn ăn thực phẩm sạch này, những cái thứ gì mang tính chất organic này, chúng ta ăn những cái gì mà phù hợp vệ sinh này. Rồi chúng ta sẽ thấy là những cái nhóm ăn chay rồi rất là nhiều các cái khuynh hướng. Và những cái khuynh hướng đó sẽ trở thành những cái khuynh hướng chủ đạo. Như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu được cái hành vi của những cái nhóm khách hàng mới này thì nó cũng là một cái cơ hội rất là lớn. Ví dụ nếu mà đi tìm sữa organic của Vinamilk thấy là bán hết rất là nhanh. Và không phải chỗ nào cũng có bán. Và giá thì nó cao hơn khá nhiều nhưng mà cơ hội của nó cũng rất là lớn. Vậy bên cạnh cái toàn cầu hóa, bên cạnh cái sản phẩm gọi là xanh thì còn có xu hướng nào nữa không thầy? Ta thấy đơn giản xu hướng smart. Là sao thầy? Tức là thông minh, tức là smartphone này. Rồi thì smart city này, cái gì cũng smart cả. Thì thực ra là đúng rồi, tại vì khi mà trí tuệ nhân tạo và hàng loạt các cái công nghệ nó phát triển thì con người ta trở nên là muốn là được sống thông minh hơn. Thế thì nhưng mà hãy chú ý rằng thông minh trong từng cái hoạt động của các bạn bán hải sản thì làm sao các bạn thông minh hơn người ta? Đúng không nào? Rồi các bạn bán iPhone thì bản thân cái iPhone là một điện thoại thông minh mà cách thức các bạn bán có thông minh hơn không? Và người tiêu dùng khi đến cái cửa hàng của các bạn, người ta có cảm giác là ồ đây là một cái cửa hàng rất là thông minh. Nói ví dụ vậy, những cái trải nghiệm cơ bản thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái từ smart cũng là một cái từ mà hiện nay được sử dụng rất là phổ biến. Đó là ví dụ mình đi qua, ví dụ buổi sáng mình đi tập thể dục ở gần nhà mình thì một cái công viên mà có cái khoảng vài ngàn mét vuông thì có tới, mình đếm là có tới 10 người quét rác vào một buổi sáng mà quét rất là lâu mới sạch được cái công viên. Nhưng mà ở nếu mà qua JFK của Nhật á thì nó đơn giản là cả một cái sân mà gọi là cắt cỏ này, không có người nào hết, nó có cái máy chẳng tròn bé tí này thôi, và cái máy đó thì tự động nó cứ chạy xung quanh cái sân ấy để cắt cỏ. Khi nó cắt cỏ xong á thì nó chui vào một cái chỗ để nó tự nạp pin. Rồi đến sáng sau nó lại cắt cỏ tiếp. Đúng rồi, không hề có một người nào
chỉ, và chỉ có một cái người là gì, người ta đến người ta lấy cái thùng rác để cắt cỏ người ta mang đi mà thôi. Máy vô cùng thông minh, hết pin thì tự đi sạc, sạc xong thì đi cắt tiếp, hết xong thì nó vào cái vị trí nó nằm ở cái máy bé tí như thế này thôi. Thì cái ứng dụng thông minh đến mức độ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là đấy là một cái khuynh hướng rất là lớn và chủ đạo trong hiện nay và trong tương lai của chúng ta, đúng không? Bên cạnh đó thì còn có cái gì, một cái xu hướng là về tính đạo đức đó thầy, nhân văn thì có phải? Thực ra thì ethical business tức là chúng ta sẽ thấy tức là chúng ta sẽ phải hành xử một cách có đạo đức. Thế nào là có đạo đức? Nói một cái nôm na thế này thôi này, con người ta có hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là cố gắng vơ vàng, tức là làm mọi thứ để đáp ứng cái lợi ích cá nhân của mình thôi. Cái đó là một cái khuynh hướng thông thường. Khuynh hướng thứ hai thì là một cái khuynh hướng là mình làm gì thì mình không chỉ quan tâm đến cái quyền lợi cá nhân của mình mà mình quan tâm đến cái quyền lợi của người khác cũng như là cái lợi ích của cả cộng đồng, đúng không? Nên là những cái hành động đạo đức là những cái hành động mà nó nhằm gia tăng được cái lợi ích của cộng đồng. Thì chúng ta cũng thấy hiện nay thì người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng là thực ra là nếu như là các cái tổ chức chức mà hành động có đạo đức thì không phải là nó chỉ gia tăng lợi ích của cộng đồng mà cái lợi ích của cái tổ chức đó cũng được gia tăng lên. Nên là cái lời khuyên của các bên trong gọi là trong giới học thuật cũng như là giới thực hành trên thế giới thì người ta đều cho rằng là nếu anh các tổ chức anh cần phải có những cái giá trị lõi và tôn biết tôn trọng các cái phẩm chất đạo đức của cái doanh nghiệp của mình. Nên là trở thành một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp biết tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Khi anh tôn trọng quyền lợi của khách hàng thì tự động khách hàng họ cũng sẽ tôn trọng quyền lợi của anh, đúng không nào? Thì lúc đó cái tổ chức của anh nó sẽ rất là bền vững. Là cái khái niệm ethical rồi đi kèm với lại green, rồi đi kèm với smart, đi kèm global là những cái khái niệm để giúp cho chúng ta sao sustainable, tức là bền vững. Một cái cuối mà gần đây em thấy là cái khách hàng có vẻ quan tâm đến cái chi tiết, đến cái gọi là cái đẹp, em nghĩ là cái đẹp, cái tinh tế hơn là chắc có lẽ là do cái thu nhập mình tăng. Cái ví dụ như cái điện thoại bây giờ cũng cần cái điện thoại nó đẹp hơn thầy. Ngày xưa thì có thể là cần nghe gọi cái hôm nay là cục gạch của Nokia. Bây giờ ra ngoài mà nhiều khi không có cái iPhone em cũng ao ước mua cái iPhone để về trải nghiệm thử. Đúng rồi. Thực ra ta thấy là hồi xưa ta là ăn chắc mặc bền, bây giờ ta muốn là coi như làm gì phải đẹp. Đúng rồi. Ngày xưa cái câu mình nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mình nói đến cái bản chất bên trong. Thực ra thì cái nước sơn hay là cái hình thức bên ngoài giờ nó cũng trở thành cái bản chất rồi. Đúng không? Thì thành ra là ở đây chúng ta bao bây giờ ví dụ mà em thấy nó không phải là câu chuyện của iPhone không mà cái chữ tinh tế, thực ra cái từ em dùng về sao là khách hàng muốn cái gì đó tinh tế. Nếu mà về ăn uống thứ thì ta thấy cái gì đó hợp môi trường rồi thì organic, không có biến đổi gen. Thì đối với những cái sản phẩm khác thì nó là tinh tế, tức là bây giờ tôi không ăn nhiều nữa nhưng mà cái món ăn đó nó phải đẹp, nó phải ngon, cái nước uống đó nó phải tinh khiết, nó phải trông nó phải rất là dễ thương. Ví dụ như em vào những cái cửa hàng của Nhật, đi trên đường phố đi bộ của Đồng Khởi, của Nguyễn Huệ, ta thấy cửa hàng như là gì, Mimizo, Muzo, thì nó là bán gì? Bán cái vật dụng hàng ngày. Nó bán những necessity, mà những cái necessity tức là những cái sản phẩm thông thường, ví dụ như khăn giấy này, rồi thì mấy cái flip, những cái dép này, rồi những thứ linh ta linh tinh, và cũng không đắt hơn nhiều, những cái ly này, nhưng mà vô cùng đẹp, và nó đề là gọi là designer brand, tức là gì, là cái thương hiệu của những cái nhà thiết kế. Họ thiết kế những cái khăn giấy, những cái thứ nhỏ đó nhưng mà làm cho người ta cầm lên người ta thích. Tức là bây giờ cái túi đựng rác nó cũng đẹp hơn, màu sắc nó cũng dễ thương hơn, đắt hơn không bao nhiêu. Ví dụ bình thường túi đựng rác mình mua thì nó khoảng 20 ngàn, bên này thì nó 30 mấy ngàn. Thì người ta thấy là thực ra một tháng người ta mới xài hết cái bịch đó mà nó đẹp hẳn, thì người ta rất là thích. Thì chúng ta thấy là cái chi người ta bắt đầu đi đến cái chuyện là chú ý đến từng chi tiết một. Và nếu em là cái người tinh tế chi tiết thì em hoàn toàn có cơ hội để phát triển những cái nhóm sản phẩm như vậy. Chi tiết đến từng khách hàng. Thì vậy tóm lại là ta có mấy cái xu hướng, đầu tiên là cái toàn cầu hóa này. Đầu tiên nãy ta nói là đến social marketing và content marketing là một. Rồi, ta tính connect. Bản thân trong chỗ đó là đã nói đến sự kết nối rồi. Thứ hai là đến toàn cầu hóa này. Thứ ba là ta nói đến marketing xanh, go green và healthy đó. Đúng nè. Thứ tư là ta nói đến gì? Smart. Ta nói đến smart tức là cái sự thông minh. Thứ năm ta nói đến đạo đức.
và thứ sáu là ta nói đến tính tinh tế của các cái sản phẩm. Thì mình nghĩ là cái này vô cùng quan trọng. Và các bạn khi mà các bạn tư duy về marketing thì hoàn toàn có thể tư duy để phát triển đấy, không phải chỉ đừng nghĩ marketing là câu chuyện của ngày hôm nay mà chúng ta phải chuẩn bị cho nó cho năm nay, năm sau, 5 năm tới. Đúng không nào? Có thể năm nay chúng ta chưa có quốc tế hóa nhưng mà 5 năm sau, 2 năm sau thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến chuyện đó. Đúng không nào? Thì những cái chữ như là social marketing này, global này, sophisticated này, ethical này, smart này, go green này là những chữ mà chúng ta cần phải hết sức chú ý. Vì đó là cái khuynh hướng của chúng ta.